cái này là anh Trung làm nha. Này đố Hiền Nguyễn là anh Trung đang làm món gì nha. À, này là bốn con gà ta. À, bốn con gà ta Hiền Nguyễn. À, này là theo theo lời của sư mẫu là làm món này cho Hiền Nguyễn, cho Hiền Nguyễn nhìn thôi chứ không ăn. Đó. Này là mới bước một à, khi nào xong rồi gửi thêm cái clip nha Hiền Nguyễn. Cầu của anh Nguyễn Văn Hiền nha. Đây là mì Quảng Trung nha. Này là của phần 2 nha. Đây là cửa chiều nha. Hết hết nữa rồi, thấy không giờ hết nữa rồi, thấy không? À, thấy chưa? Này rau rác hết, dơ hết một chút nữa thấy không? À, nước dùng ha, nước mắm ha. À, rau nêm ha. Rồi ta còn gì nữa ta? À, còn này là dư âm cử sáng ha. À,